mới bán cho con bịch bánh đậu xanh nước dừa. Nè con, 1.000 mà nay con thi phải không? Ăn bánh đậu xanh nước dừa là thi bao đậu luôn nha. Dạ con cũng tin vậy á cô. Cô chúc con thi tốt nha. Dạ con cảm ơn cô. Thôi con đi vào thi nha cô. Làm bài sao rồi con? Dạ thi tốt hơn bình thường lắm cô. Tốt là cỡ được nhiêu điểm con? Dạ chắc 4 điểm á cô. Tại thường thường con thi có 2 điểm mà. Trời đất ơi. Chào cô. Chào buổi sáng. Cô bán cho con một bịch bánh đậu xanh nước dừa. Một bịch hả? Dạ một bịch. 2 bịch đi. Dạ một bịch thôi cô, ăn không hết, không có tiền. 2 bịch đi con. Một bịch 1.000, 2 bịch 3.000. Mà ngày mai con chuyển trường rồi cô. Trời ơi buồn quá, mất môi rồi. Con phải tặng cho cô một món quà kỷ niệm. Có không? Dạ không. Ngon không con? Dạ ngon. Mua một bịch nữa đi. Thôi. Mà chừng nào con chuyển trường? Bây giờ con về là đi luôn á cô. Buồn quá. Xạo xạo.